Hi, xin chào tất cả các bạn. Ở trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cây thuốc và một số những cái công dụng của cây thuốc này. Dựa trên những cái kinh nghiệm cũng như là những cái cuốn sách mà tôi đang được cầm trên tay. Đó chính là cái cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Đây, ở trong này thì nó có cái cây dâu tằm đây các bạn. Đấy. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái cây dâu tằm này cũng như là cái công dụng của nó như thế nào và cách chữa bệnh của nó ra làm sao. Thì xin mời tất cả các bạn cùng tôi đi tìm hiểu cái cây dâu tằm này. Đây là cái khu vườn của chúng tôi. Khu vườn này thì nó rất là bé tí tẹp teo. Đây, cái cây dâu tằm này thì nó có rất là nhiều công dụng. Đây các bạn. Đây. Ở đây các bạn có thể nhìn rõ nó có những cái công dụng chữa bệnh như thế nào. Đấy, và đây. Đây, các bạn có thể dễ dàng hình dung đây chính là cây dâu tằm này các bạn. Cây dâu tằm thì mọc ở là rất là nhiều nơi. Và thường thường là chúng tôi hay lấy cái cây này để mà làm trồng để làm cái vườn rau đấy các bạn. Chúng tôi hay trồng để làm vườn rau và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cái cây này. Cây này thì là một cái cây thuốc chữa thông tiểu tiện theo kinh nghiệm của người rau chúng tôi đấy. Đây các bạn này. Nhìn không rõ nhỉ. Đấy, các bạn đợi tôi chút. Để tôi qua cho các bạn xem. Đây. Đây các bạn, lá nó như này này. Đó. Lá của nó như thế này, hình răng cưa đây. À, tên của cái cây dâu tằm này theo địa phương chúng tôi hay gọi cái cây này là sành phong đéng. Đấy, hay một số địa phương khác gọi là nàn phong hay là gọi là tầm tang đấy. Đây chính là cây này này. Thân của cây đây các bạn. Nó có hay có những cái đốt như này này. Đây. Thân của cây nó như này này. Đây chính là cây dâu tằm nha các bạn nhé. Chắc hẳn là nhiều người chúng ta đã biết đến cây dâu tằm rồi. Tuy nhiên rằng là có rất là nhiều người ta không biết cây dâu tằm này là để làm cái gì đúng không nhỉ? Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu và chia sẻ cho các bạn một số những cái công dụng của cái cây dâu tằm này. Đây các bạn. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy lá của nó. Đây là một cây gỗ. Đấy, cây gỗ kìa. Là một cây gỗ và độ cao của nó của cây này thì nó khoảng từ 2 đến 3 mét nha các bạn nhé. Và lá thì mọc so le. Đây các bạn có thể thấy là lá của cây dâu tằm này mọc so le chứ nó không phải mọc đối xứng. Đấy. Rồi. Lá thì mọc so le và có cái gân này, gân lá này rõ rệt này, các bạn có thể nhìn rõ cái gân lá này. Đấy. À, cái cây này thì nó có rất là nhiều công dụng nha. Tôi sẽ đi vào vấn đề chính để không làm mất cái thời gian của các bạn. Đấy. Những cái công dụng, cái thứ nhất là ở địa phương chúng tôi ấy, hay dùng cái cây dâu tằm này kết hợp với lại cái dâu ngô với lại cái cỏ chanh ấy, cỏ danh ngày xưa mà anh em hay lập mà nhà đấy, dùng cái đấy để mà lập nhà ấy. Ba cái thứ này kết hợp lại với nhau để mà chữa cái trứng bí đái. Đấy, trứng bí đái hoặc là chúng ta bị táo bón chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể dùng cái này để mà làm gọi là thông tiểu ấy. Đấy, nó rất là tốt nha các bạn. Đấy. Ngoài ra thì theo như trong sách đấy, những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi này và cái bách khoa tôi đang cầm đây này. Đấy. Hiện tại tôi đang cầm cái cuốn bách khoa những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam ở trong này nó ghi khá là nhiều thì tôi sẽ xin chia sẻ cho các bạn một chút về một số những cái kinh nghiệm mà chúng tôi dùng cũng như là trong sách chỉ để cho các bạn tham khảo. Đấy,
Và tôi hy vọng là những cái thông tin mà tôi đưa lên đây là những cái thông tin nó hữu ích để cho tất cả mọi người. Khi mà các bạn xem đến cái những cái clip mà tôi giới thiệu, tôi chia sẻ thì cũng giúp cho các bạn một phần nào đấy trong việc biết được một số những cái cây thuốc này. Đấy. Thì cái thứ nhất là cái cây dâu tằm này này. Cây dâu tằm này thì nó là một cái cây có thể giúp chúng ta ngủ ngon. Ví dụ như là cái quả dâu tươi ấy. Quả dâu tươi thì chúng ta có thể rửa sạch, xong là cho vào ấm, rồi sắc uống 2 ngày một lần vào chiều tối. Đấy. Vào chiều tối thì chúng ta có thể dùng cái này trị cái chứng mà mất ngủ lâu ngày ấy. Đấy, chúng ta lấy cái này nó rất là tốt đấy. Lấy quả nhé các bạn nhé. Quả thì bây giờ không phải mùa. Quả thì các bạn cũng biết rồi, nó là màu tím nhỉ. Khi mà nó chín thì nó chuyển sang màu tím. Đấy. Và một cái nước, những cái trường hợp mà bị tóc gãy, rụng, tóc khô ấy và tóc chóng bạc thì các bạn cũng có thể lấy cái quả dâu này. Các bạn lấy cái quả dâu này 1 kg, ngâm với lại rượu khoảng nửa lít. Đấy, ngâm rượu nửa lít xong là các bạn ngâm trong khoảng thời gian 3 ngày. Đấy, 3 ngày xong là rồi các bạn đem ra uống. Đấy, một ngày 2 lần vào 2 bữa cơm. Đấy, mỗi lần khoảng 20ml thì nó cũng có thể làm cho tóc của chúng ta trở nên đen và nó hạn chế được cái tóc khô gãy. Một cái nữa, cái cây dâu tằm này. Đấy, cây dâu tằm này nó có thể còn trị được những cái chứng mà nhức mỏi cơ xương khớp đấy, đau lưng gối này. Đấy, táo bón kem ăn. Táo bón thì như tôi vừa nói đấy, những cái trường hợp mà bị táo bón thì chúng ta có thể dùng cây này. Đấy. Những cái trường hợp mà bị đau nhức cơ xương ấy, nhức mỏi này, bị đau lưng gối, táo bón, kem ăn thì chúng ta lấy cái quả dâu này. Đấy. Lấy quả dâu chín khoảng 40g, gạo tẻ 100g, đường phèn vừa đủ này. Gạo tẻ thì chúng ta vo sạch cho vào ninh thành cháo cùng với dâu, ăn vào buổi sáng lúc chưa ăn gì đói bụng ấy. Đấy, nó rất tốt cho những cái trường hợp mà bị nhức mỏi này, bị táo bón này. Đấy. Và một số cái như là khi mà chúng ta bị táo bón ấy, thì chúng ta lấy thân này hoặc là lấy rễ của cây dâu tằm này kết hợp với lại cái cây cỏ danh. Chúng ta cũng lấy rễ này. Đấy, với lại cây dâu ngô. Nếu mà không có dâu ngô thì chúng ta chỉ cần lấy cái thân của cây cây này. Đấy, cây lá dâu này, dâu tằm này kết hợp với lại cỏ chanh, cỏ danh ấy. Hai thứ kết hợp lại với nhau chúng ta sắc uống. Đấy, một ngày chúng ta uống 2 lần vào buổi sáng buổi trưa. Thì chúng ta uống chỉ cần trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 ngày thì nó sẽ hết triệu chứng táo bón ngay. Đấy, đấy là cái công dụng của cây cây dâu này, dâu tằm này đối với cái việc táo bón. Ngoài ra thì cây dâu tằm này còn chữa được cái hậu sản, chữa hậu sản sau sinh các bạn nhé. Ta lấy cái quả dâu khô này, long nhãn này, đẳng sâm này, mỗi vị lượng bằng nhau khoảng 30g, sau đó nghiền nát uống mỗi lần 3g với nước đun sôi để nguội. Đấy, ngày 3 lần thì nó có thể chữa hậu sản sau sinh, nó rất là tốt nha các bạn này. Và một cái nữa, cái cây dâu này thì các bạn lấy cái quả nha, thì nó có thể chữa được tiền mãn kinh này, với biểu hiện là như là hồi hộp này, tim đập nhanh đấy. Thì các bạn lấy cái quả của cây dâu này khoảng 30g, ngân nhĩ 20, ô mai 3g, sắc với 700ml nước, còn khoảng 150ml nước thuốc. Đấy, thì chia làm 2 lần uống trong ngày. Các bạn uống trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 ngày thì nó có thể chữa được cái chứng tiền mãn kinh. Đấy, với những cái biểu hiện như là hồi hộp, tim đập nhanh ấy. Đó. Và một cái kinh nghiệm dân gian ở địa phương chúng tôi, những cái trường hợp mà bị ăn không tiêu này, trướng bụng, óc ách ấy, thì chúng tôi cũng lấy cái lấy cây dâu này này. Đấy, chúng tôi lấy cây dâu này chúng ta đun nước uống, nó cũng rất là tốt. Và theo như trong sách này thì họ bảo là trướng bụng thì chúng ta lấy quả dâu
với lại bạch chuột cho vào ấm. Ấm đổ 550ml nước và chia làm 3 lần uống trong ngày, dùng liền 5 ngày thì nó khỏi. Nhưng mà chúng tôi thì địa phương chúng tôi theo kinh nghiệm dân gian thì chúng tôi chỉ cần lấy độc vị, tức là lấy cái thân hoặc là rễ của cây dâu này, chúng tôi đun uống, sắc uống thì nó cũng sẽ khỏi cái việc là chướng bụng, nó dần tan biến. Đấy. Và một cái nữa, cây dâu này nó còn có tác dụng là chữa cái mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ này. Các bạn lấy quả dâu này, lấy ngũ vị tử này, mỗi vị khoảng 10g, cho 500ml nước đun sôi, nhỏ lửa còn khoảng 200ml nước thì này các bạn uống 2 lần. Đấy, dùng liên tục 10 ngày thì nó sẽ bớt đi cái chứng mồ hôi trộm ở trẻ nhỏ đấy. Đấy. Và một cái nữa, cái cây dâu tằm này nó có tác dụng là có thể là điều trị đái tháo đường nữa các bạn nhé. Những cái trường hợp mà bị đái tháo đường ấy, thì các bạn có thể lấy cái quả dâu này 30g, thiên hoa phấn 20g, đấy sinh địa 15g. Tất cả các bạn cho vào ấm, đổ khoảng 500ml nước, sát còn khoảng 150ml thì chia làm 2 lần uống trên một ngày. Và một liệu trình là khoảng từ 5 đến 7 ngày thì nó cũng có thể là cho các bạn về cái việc điều trị đái tháo đường rất là hiệu quả. Đấy. Và một số lưu ý khi mà các bạn là sử dụng cái cây dâu, sử dụng cái quả dâu của cái cây dâu này này, dâu tằm này làm thuốc, thì khi mà các bạn lấy quả thì các bạn cần phải chọn những quả chín này, có màu tím sớm này, đấy không bị dập nát. Đấy. Những cái người mà có cơ địa tính hàn và mắc các bệnh như là sôi bụng tiêu chảy thì các bạn là không dùng. Đấy. Những cái trường hợp mà tiêu chảy thì các bạn không dùng nhé, tại vì là cây dâu tằm này là trị cái chứng táo bón đấy. Và khi mà các bạn bị tiêu chảy mà chúng ta dùng cái cây này thì chúng ta lại càng thêm phần đi khó khăn nhỉ. Đấy. Đấy là một số những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn, đấy, các anh chị. Bằng những cái phương pháp, những cái kinh nghiệm dân gian ở trên tôi kết hợp với là một số cái thông tin ở trong sách đấy, ở trong cái cuốn bách khoa những cái thuốc vị thuốc Việt Nam, thì tôi muốn gửi đến tất cả mọi người. Hy vọng đây là những cái thông tin hữu ích, bổ ích cho tất cả mọi người. Đấy, nếu mà các bạn thấy cái clip này hay, ý nghĩa thì đừng quên nhấn nút like và đăng ký, đồng thời chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem. Và các bạn hy vọng các bạn ủng hộ tôi bằng cách góp ý cho tôi bằng những cái dòng bình luận ở phía dưới video này. Vâng, chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.